Mỗi ngày học 5 câu tiếng Trung cùng Hồng Vân. Câu thứ nhất, tôi cần lấy cái này thì mình nói Wǒ yào nǎ zhěge. Wǒ yào nǎ cỡ. Câu thứ hai, bạn làm tôi rất phiền hoặc là bạn làm tôi rất phiền não, mình có thể nói Nǐ rǎng wǒ hěn fán nǎo. Nǐ rǎng wǒ hěn fán nǎo. Câu tiếp theo, Tôi không có làm sai thì mình nói: Wo meiyou zuo cuo. Wo meiyou zuo cuo. Ừm. Cô đang chuẩn bị đi đâu đúng không? Thì mình nói như là: Ni ta suan qu đi哪里, đúng mà Ni ta suan qu哪里, đúng mà Cái từ ta suan cũng có thể thay cho cái từ chuẩn bị. Nếu mà câu này dùng ta suan thì dùng về luôn còn mà muốn nói chuẩn bị chuẩn bị theo nghĩa chuẩn bị thì mình có thể nói ní chuẩn bị đi đâu Tùy mà là cô đang chuẩn bị đi đâu đúng không hả tiếp theo công việc này trước đây tôi đã làm qua thì mình nói là chưa <laughs> có công chuộc ý chén của chua cô là chưa có công chuộc ý chén của chua cô là